Đây các bạn ơi, đã đến đỉnh đèo Padin các bạn. Ở đây có hai khu là Padin Park và Pu Padin. Nên mình đang rẽ lên cái khu là Pu Padin đây các bạn này. Đường đây, ngay đường lên có cái biển là kính chào khách. Đây đường lên các bạn này. Đây là điểm du lịch Pu Padin. Bây giờ mình sẽ lên đây mình khám phá các bạn nhé. Điểm du lịch Pu Padin, ô nhà bán vé đây, người lớn 20.000, trẻ em 10.000. Đây các bạn ơi, dưới này là bán hàng mấy bông này. Trên cái khu đây, chỗ này các bạn này là khu Padin Park. Chúng ta mình sẽ lên để khám phá. Còn bên dưới này các bản làng, bản người Mông các bạn ạ, đó là dân tộc Mông. Còn đi vào đây là sang tỉnh Sơn La, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đây lối đi lên đây các bạn này, cổng kia các bạn nhé, đó lối đi lên đây. Đây đường lên đây các bạn này, đấy đường lên dốc trên này các bạn nhé. Cứ thế mà lên thôi, bây giờ mình sẽ lên trên để khám phá nhé. Đây là vườn hoa các bạn ạ, vườn hoa có rất nhiều loại hoa đẹp. Đây đây nổi bật lên là cây dòng chữ này Pu Padin các bạn này, các bạn nhìn thấy đây này, đó Pu Padin. Ồ, theo mình quan sát thì còn có cả cây trồng cả cây rau ăn nhỉ, rau cải này. Đây vườn hoa này các bạn này, đấy hoa này hoa gì nhỉ, nhưng mình quên cái tên rồi. Đây các bạn đang lịch hoa đây, ui đẹp chưa. Đó. Đẹp thật đấy. Lần đầu tiên lên cảm nhận rất là đẹp các bạn ạ. Xe thì nếu mà đi xe máy thì phải để cái nhà gửi nhà dưới này các bạn này. Lệ phí vào tham quan là 20.000 các bạn nhé, 20k là lên tham quan. Đây là cái rừng thông. À quên, mình người lớn là 20.000 các bạn nhé, còn trẻ em thì là 10.000. Đây là rừng thông. Đó. Hôm nay mình lên khá là vắng các bạn ạ, bởi vì hôm qua là ảnh hưởng của mưa các bạn. Cả ngày hôm qua mưa này, chiều qua này, sáng nay nữa này, cũng mưa nên là ít khách tham quan các bạn. Trên đỉnh này là có mắc những cây chong chóng, hàng chong chóng các bạn. Đây là cầu thang lên trên, hai bên cạnh là trồng các loại hoa. Ồ, cái này hoa này các bạn này, nếu mình không nhầm thì hình là cẩm tú cầu thì phải các bạn ạ. Không biết mình nói đúng không, mình theo mình đoán thì là như thế. Bây giờ mình sẽ lên trên đỉnh các bạn nhé, khu Pu Padin. Còn một khu nữa là Padin Park, thì lại sẽ mình sẽ vào mình quay cho các bạn xem. Thực ra thì cái khu này cũng rất nhiều người quay rồi các bạn ạ, nhưng mà mình là đầu tiên mình lên, rất là thú vị nên là mình sẽ quay lại để các bạn chia sẻ để mọi người cùng xem. Mình sẽ lên trên. Mình đi vào hôm nó cũng mưa, với lại tầm trưa này nên là khá là vắng các bạn. Chắc là chỉ có một mình thôi. Đây trong trắng đây các bạn ơi. Đấy rồi, mình sẽ đi tiếp lên trên. Phía trên này, trên đỉnh đồi. Ồ, trên kia còn rất là đẹp. Các bạn thông cảm mình chút nhé. Trèo lên đồi lâu lâu không đi nó cũng hơi mệt. Đấy, đây là chỗ cao nhất. Trên này những trò chơi rất hay này. Đây các bạn nhìn thấy không, cái nêu này, chỗ này ném còn các bạn này. Đó. Chỗ này này, nữa này, đu. Còn đây trò chơi, nếu mình không nhầm này là bập bênh này.
Cái đèn mà tổ chức vào những ngày Tết thì đẹp lắm này. Rất tiếc là những ngày Tết mình không ly được, không lên đây quay được các bạn ạ. Ngày Tết thì rất là đông người đến đây chơi, tham quan. Bây giờ mình sẽ lên đỉnh cao nhất nhé. Chỗ cao nhất đây. Ở đây có cái hình chú mèo máy Doraemon. Đây các bạn này. Đấy, Doraemon. Còn đây là hình cây đàn. Xin chào. Chào bạn. Chào mèo máy Doraemon. Chú mèo máy Doraemon xuất xứ từ Nhật Bản, gắn liền với câu chuyện Doraemon, một nhân vật rất là hay trong truyện tranh Nhật Bản. Còn đây là hình trái tim. Đó. Xung quanh cái đỉnh đồi này mình quan sát thấy là có đường đi này. Tiếp theo là có những cái cây tre này, trăng những cái chong chóng này bằng giấy này các bạn ạ. Ui, nhưng mà lên chỗ này chắc là đẹp nhất này. Cao nhất và đẹp nhất này. Nhưng mà hơi gió một chút các bạn. Khả năng là hơi gió đấy. Ui, khá là nóng các bạn. Đây các bạn nhìn này. Đây sau lưng mình, đó là chong chóng. Đó, chong chóng mọi người. Đó, chỗ này là nơi cao nhất rồi, lên tới đỉnh rồi. Đây, ở trên chỗ cao nhất mình sẽ quay xuống phía dưới cho mọi người cùng xem. Ồ, cái khu kia các bạn kia, khu kia là khu Padin kìa, Padin Park, nó cũng gần nhau đâu. Đây các bạn này, chỗ mây mù mù, nhiều mây mây chút này. Đấy là Padin Park các bạn ạ. Một tí nữa mình thử rẽ lên một chút xem nào. Còn đây những cái đỉnh núi các bạn này, xung quanh là mây mù này. Mây. Ô nhưng mà chắc khả năng ảnh hưởng của mưa sao chỗ kia là rất là nhiều mây và mây đen rất là nhiều. Đây nơi cao nhất nhá, mình sẽ quay lần lượt xuống cho các bạn xem nhé. Kia phía xa xa các bạn kia, đó là có những cái cây hoa ban rất là đẹp, ban trắng đấy. Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử trèo lên đây xem nào. Để cùng chia sẻ đến mọi người. Còn trên này, khu chỗ trước các mặt các bạn này, đó là cái vườn hoa các bạn ạ. Vườn hoa trồng rất là nhiều loại hoa. Tí nữa mình sẽ ra đấy mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ trèo lên đây các bạn nhé. Trèo đây để cùng theo dõi cái chỗ này. Thực ra thì cái khu này cũng rất là nhiều người, nhiều bạn làm YouTuber quay rồi các bạn. Nhưng mà đây cũng giống như một kỷ niệm của mình thôi. Mình đi đến đây chơi thì mình sẽ quay lại và chia sẻ đến mọi người thôi. Ây da, cao thật. Ồ, nếu mình không nhầm thì đây là cái thác nước sao các bạn ạ. Cái đây này, các bạn có thấy đây. Đây, nước đây các bạn này. Đấy. Ây dồ, vừa là nơi cung cấp nước mà vừa là cái nơi mà cao nhất của cái khu Pupadin này. Đấy, cũng hơi là gió đó các bạn ạ. Hơi gió một chút đấy. Lần đầu tiên lên cũng thấy đẹp thật. Nghe nói lâu rồi các bạn, nhưng mà mình chưa đi được. Cũng ở Điện Biên lâu rồi nhưng mà chưa đi đến để đây để chơi được. Hôm nay thì cũng tranh thủ thời gian nghỉ thì mình cũng vừa đi chơi vừa quay cái khu vực này lại để mọi người cùng xem. Cao nhất thì các bạn nhé. Đấy, nơi cao nhất rồi. Đứng trên cao này thú vị thật. Quan sát hết được tất cả mọi khu vực xung quanh. Rất là thú vị. À, đẹp đấy. Tí nữa mình sẽ lên chỗ cái khu Padin Park này. Mình nhìn xa xa một chút là có bạn trẻ đang chơi cái trò gì nhỉ? Chơi đu các bạn ạ. Khá là thú vị đấy. Bên kia kìa.
Ồ, tí nữa mình sẽ sang bên này, sang đến đấy xem nào. Cái địa điểm này các bạn nhé, nằm ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Chỉ cần đi một đoạn nữa thôi là để sang đến huyện Thuận Châu bên kia các bạn nhé, tỉnh Sơn La. Thì ở đây có hai khu, là khu Upadin và khu Padin Park các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình chạy xuống bên dưới mọi người nhé. Chỗ này là vườn hoa và xích đu. Đấy, xích đu. Tiện hôm nay ra đây thì chắc tí nữa mình sẽ vào chỗ nhà một bạn làm YouTuber khá nổi tiếng đây. Các bạn nếu mà xem kênh, những cái kênh về Tây Bắc các bạn biết rồi. Đấy, chính bạn là Lò Văn Mây. Bạn là YouTuber rất là nổi tiếng ở Tuần Giáo này. Tí nữa nếu mà có thời gian mình sẽ vào thăm bạn đó. Ái chà, chỗ này xuống cũng khó phết nhỉ. Đây các bạn này, chỗ này này, ui chỗ này chụp ảnh thì đẹp phết. Bây giờ mình xuống dưới này nhá. Đây cái đường đi quanh đồi các bạn này. Đấy, đường đi quanh đồi đây. Còn chỗ cái điểm kia, chỗ cao nhất này, mình vừa trèo lên này. Bây giờ mình sẽ đi ra đây nhá. Các bạn cùng đi theo mình nhé. Đây, mình cùng đi nào. Đó. Chỗ này chụp ảnh thì tuyệt vời đấy. Đấy. Các bạn thấy thế nào? Thế mình thì rất là đẹp các bạn ạ. Cao, đẹp. Bên dưới này là cái đường quốc lộ các bạn này. Đây, chỗ trắng trắng này này. Cái tuyến đường quốc lộ đấy. Tuyến đường mà từ Tuần Giáo lên đấy. Chỉ cần đi quá thì một chút là tới địa bàn, địa phận của tỉnh Sơn La rồi. Ngay bên dưới kia thôi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Chỗ này chụp ảnh thì đẹp tuyệt. Nhưng mà mình đứng muộn đi một mình này thì không ai chụp ảnh cho mình rồi. Thôi chắc phải hẹn dịp sau thôi. Đấy. Cái này mà nếu mà có bạn đồng hành thì mình sẽ rất là vui, nhưng mà hôm nay mình đi một mình thôi. Rủ em Thành ấy, kênh Tây Bắc 1954 đi ấy. Nhưng mà em ấy vừa rồi là bận việc các bạn ạ, thế là không đi được. Thế là mình cứ một mình đi thôi. Bây giờ mình sẽ sang bên này các bạn nhé. Quay các bạn xem về vườn hoa. Vườn hoa các bạn ạ, khá là thú vị. Nói về đèo Padin thì đây là một con đèo khá là nổi tiếng. Nó nối giữa hai tỉnh là tỉnh Lai Châu trước đây và hiện nay Điện Biên ấy, và tỉnh Sơn La. Chỉ đi quá đi một chút là lấy ngay địa bàn của tỉnh Sơn La rồi, huyện Thuận Châu rồi, tỉnh Sơn La rồi. Đây, vườn hoa đây. Chỗ này vườn hoa các bạn ạ. Chắc mình phải lên trên mình quay cho bạn xem đâu. Chỗ này nó khuất mất rồi.